Ok, mình lại quay trở lại luôn để mình chơi đang trong cố gắng cày cuốc. Ok, mình sẽ quay lại chơi cái chapter mới luôn này. Nó sẽ là cái phần quái cửa này. Cả các bạn thành viên như Quý Bình này, sao Thanh Thảo này, Tố Nguyễn này, Vô Su này đã ủng hộ channel ấy, để mình tiếp tục làm những cái nội dung này cho mang này cho các bạn cộng đồng YouTube Việt Nam và các fan fan lầm và trên channel mình nói riêng mà trên Việt Nam nói chung. Nên là rất là cảm ơn các bạn. Nên là chúng ta sẽ chơi luôn cái chapter 4 ấy. Mình hy vọng là cả cái series này các bạn xem thì cũng phải nói là nó sẽ không tương tác lắm ấy, nhưng mà bù lại là đôi khi là mình có thể nói nhiều hơn về game và đi thẳng được vào vấn đề ấy. Còn nếu mà chơi stream thì cũng có thể là nó sẽ đôi khi là nó tràng giang đại hải hơn, hoặc là nói nhiều cái nó không liên quan hơn ấy. Thì cái đấy cũng là vui, nhưng mà mình nghĩ là cái format walkthrough trên channel mình cũng nó cũng sẽ mang lại được một cái giá trị nhất định, và nó cũng khác biệt đến cho các bạn xem ấy. Các bạn thực sự nhập tâm vào game và nó giống như kiểu như là một cái kiểu như là xem phim truyền hình nhiều tập ấy. Thì cái đấy cũng là rất là hay khi các bạn theo xem sơ bộ ấy, thì cũng rất là hấp dẫn ấy. Thay vì stream thì nó đôi khi nó hơi dài quá chẳng hạn ấy, thì cái đấy cũng là cũng có cái hay cũng có cái dở ấy, thì mình nghĩ là như vậy. What a beautiful place. Đây là cái vương quốc, thằng này như kiểu Hà Lan ấy. Isn't it? And no sign of Phải đâu. corrupted, so that's good. Không có dấu vết của zombie có phải không? Và đấy là điều tốt. That was quite a trip. Crossing the sea all the way from Lithos. I hope you're not worn out. Đi xa phết nhỉ? Đi vượt biển này. Tôi hy vọng là anh không bị không mệt. I'm fine. Good, good. Listen, I'm sorry for twisting your arm to come with me. Nghe này, tôi xin lỗi vì đã lôi anh vào cái vụ này. Alfred, it's all right. I wanted to come. Alfred, không sao đâu, tôi muốn đến mà. How about before we arrive at the castle, you tell me more about this kingdom of yours? Trước khi đến lâu đài, cậu kể cho tôi về cái vương quốc cậu đi. Happy to. Let's see. Hãy bắt đầu khoe. Phyrenae is one of the khoe đây four nations of Elios in the southwest. Phyrenae là một trong bốn cái vương quốc gia ở xứ Elios ở phía tây nam à? Có nghĩa là cái phía ở dưới góc 7 giờ ấy, 7-8 giờ đấy. Cái mà cái vùng đất xanh nhất này. My mother, Queen Eve. We're known as a land of plenty. Mẹ mẹ, ui. Mẹ thằng này nhìn có vẻ cũng căng phết nhỉ. Nó được trị vì bởi mẹ của tôi, nữ hoàng Eve. Chúng tôi được biết là cái vùng đất của sự trù phú ấy. Our people value peace above all else. We haven't seen war for centuries. Những người dân của chúng tôi là quý trọng hòa bình trên hết. Chúng tôi vẫn chưa thấy một cái trận chiến nào trong nhiều thế kỷ. You must come from a long line of capable leaders. Nhìn cái map này giống như kiểu cái map trong cái cho Final Fantasy 15 nhỉ. Có cái đảo ở cái kia nhìn trông kiểu hình mặt trăng ấy. Nhìn trông cái này nó ra gì hơn cái Final Fantasy 15. Chắc cậu là một cái người gia truyền từ những cái người lãnh đạo có đủ phẩm chất. That's kind of you to say. Peace doesn't always come easy. Anh nâng bi của tôi nhiều quá. Hòa bình không đến cách tự nhiên như vậy đâu. Mother had to hammer out a non-aggression pact with our neighbors. Mẹ của tôi cũng phải đập cho những cái bọn mà có thái độ ở những cái vùng lân cận của tôi suốt. The pact says there won't be war between us, Solm and Brodia. The pact say there won't be war between the Solm, Brodia. Trong chính cái vương quốc này nó có nhiều vùng nữa. Right. Solm, the kingdom of freedom, and Brodia, the kingdom of might. À đâu, cái này là Solm là à, có nghĩa là nó là một vương quốc nhưng mà nó có cái tạo cái kiểu cái hiệp ước hòa bình ấy. Giữa hai về cái chỗ mà vùng sa mạc với cái vùng ở trên núi là. You've got it. Solm is an open-minded country. They've always had good relations with Phyrenae. Solm là một cái quốc gia cởi mở à? Và họ luôn có một quan hệ tốt với Phyrenae. Bọn kia ở sa mạc, bọn này ở vùng đất này. But an alliance with Brodia took some doing. Their king's an ambitious man. Nhưng mà đồng minh với cả Brodia thì là một chuyện khác.
vị vua của bọn họ thì là một người đàn ông rất là có tham vọng. He's always launching attacks on Illusia to expand his own territory. Nên là ông ấy luôn tấn công vào Illusia để mở rộng cái bờ cõi của mình. Thế là hai bọn kia là chẳng nhau à? Hai cái bọn mà ở phía trên ấy. Nên là cái này nó đơn giản hóa hơn. I take it Illusia isn't in the alliance. Tôi đoán là Illusia là không phải trong đồng minh các vương quốc của đúng không? No. Honestly, they're so far away, we don't interact with them too much. Nói thật là bọn họ đi ở xa quá, chúng tôi không liên hệ bọn họ mấy. We know it's snowy there with long winters and that some Illusians worship the Fel Dragon. Chúng tôi biết được là ở đấy mà có rất là nhiều tuyết và một mùa đông dài và một số người dân Illusian thì thờ phụng Fel Dragon đó. What the Fel Dragon? Bọn phản bội. It's troubling, I know. But people can believe what they believe. Đấy là phiền phức quá đúng không? Nhưng mà những người dân thì họ ở đấy thì họ tin là như vậy này. Sorry, I didn't bring it up to turn you against Illusia. Xin lỗi, tôi không định nói cái này để khiến anh có ác cảm về Illusia này. It's not them I anh có ác cảm con mẹ luôn. It's the Fel Dragon. Tôi thì không ghét bọn họ, nhưng mà đấy là cái con Fel Dragon. Chính là hắn là cái người đã giết mẹ của tôi. Can you tell me more about the emblem ring that was entrusted to Fiorne? Nhưng mà kiểu bác nói hơi oan con rồng nhỉ, chưa thấy nó đâu đã đổ tạo rồi. Liệu cậu có thể kể tôi về cái nhẫn emblem không? Cái nhẫn mà được giao phó cho phái Fiorne. Oh, sure. It's the ring of the caring princess. Doesn't look like anything special. Phải đấy là cái nhẫn của công chúa quan tâm à? Until I met you and Mark, I thought the emblems were legends. Cho đến khi tôi gặp anh và Mark, tôi lại nghĩ rằng emblem chỉ là trong truyền thuyết. I can't wait to tell my sister they exist. She'll really be knocked for a loop. Không thể đợi được để kể cho chị của tôi, em gái của tôi à, là họ là toàn bộ những cái này nó tồn tại. You have a sister? Ui em gái thằng này á, ui mình ngoan lắm. Yeah, the princess of Fiorne. Thật chưa? She's at the castle with mother right now. Công chúa Fiorne này, Celine này, ôi. Cô ấy đang ở lâu đài với mother ấy. Princess Celine. I look for. Just call her Celine. I'm sure Celine. You two will get along great. Nên là mình cũng muốn gặp mẹ thằng này. Nói chung là việc business ấy, chính trị. Nên là việc rất là sớm muộn thì cũng gặp mẹ thằng này thôi, bà là lãnh đạo. This is close now. We'll just cut through here and. Đây là cái Tower for a Meal này. Phải đi ngang qua đây. Something's off. What is? I think there might be trouble ahead. Chuẩn bị có quân mai phục. Chỗ này mà không có quân mai phục tao đi đầu nát. Cái duy nhất mình sợ là cái trò này là đang bị crash ở mấy cái combat đấy. Nhưng cái kiểu cái du du này hơi bị phỏ phạch đi. Đúng là đang sống chung với lũ. Oh no. Nên là không may là mình lại bị crash một phát nữa, nhưng mà ok chúng ta sẽ lại reset lại. Mình có switch lại cái emulator ấy. They're everywhere. Vậy này do mình xuất hiện. I can't stand to see them all. I have to drive them away. If I want you to help me. Of course. Tao không giúp thì mẹ con ai giúp? Are you fucking chariot? Danger looms. Ôi mẹ em đang sinh à? I fear we will never make it to my brother. Phải cứu rồi. Công chúa Celine, ôi! We'll handle this. Celine! Celine Chan! Hurry! Louis! Chloe! You can't possibly expect me to. It is our sworn duty to protect the princess. We will hold the line for you as long as we must. You have to leave. Ui, em này cũng ngon này. Who warns Prince Alfred of the invasion to come? Hoàng tử Alfred này này. But I'll return for you both. Please hold out until then. Ôi mẹ em này mặc đồ này chạy kiểu gì? Apologies, Chloe. Nhìn ảo lòi. Pains me greatly to separate you from Princess Celine for even a relatively brief amount of time. Might I say, I'm a bit disappointed I didn't get to see you run off with her highness yourself. A knight should never leave his princess's side. The sooner we win, the sooner that will come to pass. What say you, Chloe? Shall we? Yes. Cô này là Chloe à? Ôi mẹ em này ngon này. Thôi thế em Stewart kìa, em nghỉ mẹ đi. Em hậu cận.
Em hầu cận bây giờ out lead rồi. Bây giờ vừa xuất hiện hai em top. Hình như cái đoạn này nó sẽ có cái sao check khác à, trước khi nó bắt đầu. Nó có thể điều khiển cái Embering này. Nên là mình có thể mình Embering này. Nên là mình sẽ trao cho thằng nào ra. Sao lần trước mồm bà vừa bảo là chỉ cho những người thành viên hoàng gia, what the fuck man. To pair ally, select ally for... Nên là... Tại là mình sẽ trao cho clan. Là trao được cái secret này. Nên thằng này nó sẽ có cái sử dụng thương mà Canter Gallop Override. Ô, mẹ vãi nhỉ. Nên là khả năng là lẽ hiển nhiên là thằng này nó sẽ đi cùng hiệu quả hơn về đi với cái bọn cavalry ấy. Và cho ông vendor lại được. Mình chả biết là cái bon này, nhưng cái bon này nó không có cái hội thoại nữa. Nên là cái bon này là có thể boost được cho bất kỳ một ai này. Bởi vì nó không phải mở mấy cái hội thoại các kiểu ấy, nó chỉ có kiểu nó sự mối liên kết thôi ấy. Ok, mình sẽ cho thằng này là secret đi. Thằng này là anh là thái tử mà, nên là cũng VIP mà. Làm nhìn có vẻ hợp lý, nhưng mà hai thằng này nhìn mặt cũng tương đồng nhau ấy. Thằng này về sau cơ bản là cũng trở thành hiệp sĩ có triển vọng ấy. Thay cho bác đang ở độ tuổi xế chiều ấy. Nhưng à, ông là cái ông này vẫn là dòng cao, ông này là vòng paladin mà, nhưng mà đúng rồi, ông này vẫn là cái dòng kỵ sĩ số 2 rank cao hơn thằng cha này. Thằng này thì nó là cũng là cavalry à, hay nên dòng cao nên vẫn là paladin này. Nhưng mà cái noble này hình như là nó chỉ là dòng level đầu thôi. Đại khái là như vậy, và chúng ta sẽ select unit. Nên là mỗi map nó sẽ có một, nhưng mà hiện tại là chúng ta đã gia nhập được hết. 7 out of 7. Swap pay. Check support. Có cả ally book này. Nên là cái thông tin xây lý lịch của mấy CV của mấy thanh niên này. Nên mình cập nhật được cái tờ số 2 của thằng này thôi. Em thiên này, nên nếu các bạn nào muốn quan tâm nhiều hơn lại có la, nên là ở bên Nhật nó hay có máu, dòng máu ấy. Thích cái gì nấu ăn cái gì mẹ mày, hơi bị chi tiết quá ấy. Còn này trên đấy là cái dòng mà là Machina Monk này này, hàng vòng võ công này, sư đánh võ nha mẹ, không phải là vòng ấy thường. Mình chả biết, có khi là chẳng cần nó, nên mình lại nhớ cái này ra choảng nhau luôn. Không nghĩ là còn cái gì mà chúng ta có thể chuẩn bị nữa. À, mình xem trang thiết bị như là inventory này. Đại khái là bây giờ mình chưa có cờ ấy nhiều. Chưa có nhiều cái vũ khí ấy. Ông này cầm dìu này. Thằng này nó có hai cái hồi máu này. Con đứa nào nó cũng cầm hồi máu luôn này, mẹ ơi. Trang thiết bị đầy đủ vậy đi. Mình đang nghĩ là có khi mình chuyển cho cái ông game một cái kiếm ấy. Ở trên đấy là mình không cần cái Iron Sword này nữa. Thế thì mình chuyển cho cái ông già này cái kiếm này nữa. Thì ông này có đa dạng hơn trong việc sử dụng khí. Tray này. A clear này. Thế mình không cần cái Iron Sword. Thế bác cầm mẹ hết. Bởi vì mình có cái Liberation này rồi. Thằng này nó cầm này nó không có hạn mà nó chém thoải mái. À đó, cái vũ khí nó không gãy à? Nhưng ở cái bản chất là nó kiểu cái vũ khí nó có thể bị gãy thôi. Nên là về cơ bản là chúng ta phải trang bị thay đổi liên tục vũ khí ấy. Trang bị. Nhưng mà hình như là cái bản này nó không bị gãy vũ khí đâu. Vậy chúng ta chiến đi. Alfred. Ồ, em này chạy đúng mẹ tầm tay của anh này. Selene? What are you doing here? I thought you were with mother. I was, but Alfred, the Illusion army is marching on the castle. Alfred. Ôi, thế là cái bọn ở phương Bắc kia nó đến nó chiếm bọn này à? What? Thừa nước đục thả câu ấy. I cannot say.
Before they arrived, Mother sent me to warn you. Trước khi bọn chúng đến á, Mother đã gửi em đến báo cho anh này. But then we were ambushed on our way to Flora Port. Louis and Chloe stayed behind so that I might have a chance to escape. Thế là hai thằng hầu cận kia nào đến nó bảo vệ đâu này. Absolutely. Nên là thường thường là một cái bọn hoàng gia nó có hai đứa hầu cận mà. Thằng này là bắn con bắn cung với thằng đi bộ ấy, fighter ấy. Pardon me, Princess Celine. But công chúa Celine. Liệu công chúa có cái nhẫn không nhỉ? Yes, Mother gave it to me. Why do you... Goodness gracious! God gracious! The Divine Dragon? You're here! Dòng thần, xếp dòng sao? Tại sao xếp ở đây? Xếp đã thức tỉnh. I am. Chuẩn mẹ luôn. It is truly an honor. Thôi được rồi, để sau đi em ạ. The ring is right here. Please, Divine One, it is yours. Lẹ, em ấy nộp luôn cho mình à? Oh. Thank you, babe. Care for us, Emblem of Echoes. Emblem of Echo. Nó sẽ, tay nó sẽ thức tỉnh cái em cái, ở trong emblem. Ui mẹ em, ôi em là gì? Em này là ở bản Echo này. Cái trò Fire Emblem Echo hoặc là Shadow of Valentia. Em mẹ là người mẫu anh rồi á. Là em người mẫu. I am Emblem Celica. Em này là Celica này nè. Ôi mẹ ngon quá nè. Nên là cho những các bạn không biết, cái Fire Emblem Echo là cái bản gần đây nhất của Fire Emblem, cái bản trên 3DS ấy. Trên thế là nó mới ra 2016, 2017 ra. Cũng tương đối là mới ấy. cái 565 ra. Nhưng mà về cơ bản là cái trò này là remake của cái bản Fire Emblem 2 sao nhỉ? Mình không nhầm ấy, nhưng mà về cơ bản đây game cũng rất là hay. Và đây là một trong hai nhân vật chính của cái trò đấy là Celica. Thank you for answering my... Được đấy. So, this is the emblem that thế was là in emblem ring. Đã ở trong cái nhẫn của Firene này. Mẹ emblem người Celica. Mẫu. How marvelous. Divine One, with your blessing, and hers of course, I would like to fight by Celica's side. Em sẽ muốn đấu bên cạnh với Celica. I must protect the people of this village. Thế em này sai luôn à? Louis and Chloe's safety. Được. I entrust this ring to you. Tôi sẽ nhờ cô giữ cái nhẫn này hộ tôi. Ok. Celine và Celica. Cô này Chloe. How about this? I take care of the archers and you deal with the magic users. Good idea. While their spells will go right through your armor, I'm resistant to magic. So leave the mages to me. Indeed. This is a nice change of pace. Ok, mình sẽ ammo unit now in the crutch. Nó sẽ có cái kiểu pháo đài đó. Hoặc là cái tower ấy. Spirit of Fallen. Hero Spirit of Remain Alive. Có nghĩa là Fallen Spirit này. Tăng được kỹ năng và Born Experience. Purple Spirit. Pick up item. Nên là nó có cái Spirit thì anh collect hết. Nên là nó sẽ cầm thương, kỳ dìu này. Thương này và nên là cầm dìu này. Island Ammo này. Bọn này giáp rất là dày luôn này. Nên là nên là chúng ta phải chuẩn bị xem cái. Look at that house. We'd better warn them to lock up so the. Vậy nên chúng ta sẽ ra chúng ta đứng đây chúng ta canh ấy. What's that? Khóa cửa vào. Thằng này cho mình javelin. Oh yes, bet. Ban này giờ vũ khí ngon. Ok, mình sẽ tạo cái tường để chúng ta búp cái tanker lên ấy. Chắc mình sẽ để cho nó đánh trước. Thằng này nó có khả năng end game này. With the Fire Emblem Gallop Override. Mình sẽ đợi đi. Self improve à? Nên là chúng ta phải nghiên cứu kỹ hơn về cái nhân vật này. Thằng này nó có kỹ năng là tự cái gì ban bản thân. Không biết đọc được cái này thêm không nhỉ? View detail là X à? If you need you wave to without stacking grand cũng. Có nghĩa là nếu mà trong nó đợi, trong trường hợp nó đợi một lượt là nó sẽ không đánh nhau, nó sẽ được cộng 2 về trang à? Và thằng này có thể
là nó đánh xong là nó vẫn có thể di chuyển này. Nên là nó di chuyển được hai lượt này. Và khi mà nó chế độ endgame nó sẽ có buff được cộng 5 mà. Override đâm xuyên này, ô vãi nhìn. Sử dụng sword and land only này. Ok. Nên là cũng tương đối là tuyệt. Nên nó sẽ ném được mình thôi. Iron Lancer. Cái Iron Lancer này không ném được. Nhưng mà con này bắn cung được. Thế sao trong cái tầm này là tầm nguy hiểm nhỉ? Mình không hiểu lắm. Chúng ta có Selena và Celine này. Nên là chúng ta phải nghiên cứu hết những cái kỹ năng em này. Em này là cái dòng mà nó giống như con Selena này. Nó ở cái bản Echo là nó đánh được phép và đánh được kiếm đấy. Xong rồi nó gọi là Mythical. Có cái Seraphine này, Holy Stone. Cannot you not engaged. Holy Stand là cái này. If corrupt the stand you need to. Có nghĩa là phản đòn à? Thế cái bọn Zenter. Recover an item you by Willy heal number. Có nghĩa là đứng ở đâu mà nó có cái hồi máu, con này nó hồi ké. Vẫn lìn nhỉ. Tôi không thể tin được. Rồi mình sẽ advance lên trên nhỉ. Chả lẽ mình cho thằng này lên trên này nhỉ. All right. Mình thiến mẹ thằng này luôn. Cái giờ là ok, mình sẽ in game mình phải rồi đi. Sếp xuất hiện này. Có vẻ như đây là trận chiến cũng tương đối là lằng nhằng ấy. Dùng cái Liberation. Nên là này nó cầm giáo này là nó có lợi thế hơn mình. Chúng ta sẽ có 3x9 là 27 à. Ôi mẹ, vừa đủ xiết luôn á. Thật tiện đấy. Nên là cái này nó hơi OP thật đấy, không phải gì đâu. Nên là về cơ bản mỗi lần nó hóa về cơ bản là... Ôi là mắc rồi á. Somniel. Thế là cái thằng này với cái bon của thằng Mark hay là mắc, sao cái này dễ mắc ghê nhỉ? Để chuyển ra đứa khác. Kiểu nhẫn này chúng ta sẽ chuyển qua chuyển lại thôi. Mình nghĩ là mình sẽ đi lên đây để mình hỗ trợ thằng này. Có nghĩa thằng này nó sẽ đâm được thằng này á? Sao cái Iron Land này nó còn ném được à? Mình không hiểu lắm. Ok, chúng ta sẽ đứng ở đây đi. Nó cũng Emblem so it was your voice I heard on the way from the castle. I feel the same, Celine. I will fight by your side from together. We will protect that which you hold dear. Thank you. Celine Chan. I think Otivio as a group. The Sinky Holy Stand Reflect. Nào, nên này phản nào mình đấy. Nó đánh mình 12 là phản lại 1 cho 1 đấy. Phản 10% ra. Và cái Ingate, cái này là cái sách. Trong cái chế độ Ingate là Seraphim này. Engage allow to initiate combat twice. Echo này, ui dồi. Đánh 2 lần liên tục quá, ui vãi lìn. Rồi Engage skill Echo cho phép quân địch có thể đánh 2 phát. Sử dụng phép à, nhưng mà chỉ được 50% damage này. Và cái Engage attack là Warp Ragnarok teleport người sử dụng đến cái nơi gần kẻ địch kìa. Ui mẹ vãi đài, tôi không tin rồi. User to space. Ui mẹ mày, con này là bá đạo đấy. Kiểu mày cái phép này hơi bị mẹ mày ảo ma ấy. Mình nắng mắt mình có đây này in gay không? Hãy đợi lượt sau đi. Nghe lượt này là chúng ta sẽ đánh, chúng ta đánh tăng đam ấy. Gotcha. Con này là bắn cung này. Trên này có mấy thằng đánh kiểu gì? Sẽ đi cùng thằng này đi. Ở dưới là chúng ta có đánh phép rồi nên chẳng. Thằng này là cái thằng cầm
Whatever you say. À, nên mình điều khiển đứa này đã này. Nên là mình sẽ xiên thằng này. This isn't so bad. Thằng này ném được cái sao nhỉ? Cái chỗ này là nó cũng đứng đi được. Wood này. À, cái thằng này đánh phép này, từ từ mình sẽ xiên nó. Xiên nó chết luôn. Ơ, xiên chết luôn này này. Em đi ngựa. Con này nó sẽ đánh được 2 phát này thôi. Nên cái đánh 2 phát này nó vẫn dựa vào cái agility thôi. Nếu mà chúng ta cao vượt trội hơn nó thì chúng ta sẽ đánh được 2 phát này. Mình sẽ chặn đường cái con này thôi. Mình xem, mình focus này. Nên nó sẽ bắn cái thằng ấy mình. Nên này, cái này nó như kiểu một cái tháp ấy. Nó bọn đi ngựa bắn cung à? À, bọn em ném dìu à? Ra gì đấy? Mẹ mấy thanh niên tanker phệt nhau. Nên nó có dìu, nó có hiệu quả hơn mình này. Cái bọn này hình như vẫn gọi là fighter thôi à? Con này thì là giáp dày này. Ui ôi. Con mẹ này. Are you fang me man? Ui dồi, chết rồi, phải đi nhanh lên. Con này vớ vẩn bọn này chết này. Ui. Thằng này nó quật lại này. Thằng này giáp dày quá ấy. Căng quá nhỉ. These houses are ripe. The crystal. It's glowing. Where did you get... It was in the ring vault. Vander found it after the battle at... Why? The Draconic Time Crystal. An artifact capable of reversing time itself. Viên pha lê của rồng à? Một cái cổ vật có thể khả năng đảo ngược không gian. Ô vãi lìn. There is a limit to its power. Oh my god! Still, it could give us a keen advantage. Time Crystal, huh? So it's not just a pretty piece of jewel. Since we have it, I suggest we put it to use. Pha lê không gian, nghe nói giống như kiểu cái phần gì? Phần huy hao. Nó có đảo ngược không gian ấy, thay vì chúng ta đỡ phải chơi lại từ đầu ấy, nó đỡ phiền phức hơn ấy. Đảo ngược không gian này. Như là nó có thể quay lại một số cái lượt ấy thôi. Nó sẽ quay trở lại, nếu mà chúng ta phạm sai lầm thì nó hơi bị ngáo ấy. Mình không nhận nên nó sẽ có Cram Crystal ấy. Turn này. Nó sẽ quay trở lại, begin play a turn. Chạc là 10 à, nên nó có cái khả năng xả được 10 phát này. Turn 2, unit ready 10. Thường mình cũng không cần, chưa cần lắm ấy. Mình cũng tương đối hài lòng với cái sự lựa chọn của chúng ta hiện tại. Chẳng cần. Bây giờ mình sẽ xiên cái thằng đi ngựa đi. Chúng ta đang có lợi thế, chúng ta xiên nó. Thằng này đứng đây thì tương đối là ổn. Ui dồi, phim nòi ruột đi. Nòi ruột. Nên là mình phải đánh phủ đầu trước để mình giết con bắn phép này. Chừng nào mà con này nó không bị con nào nó sniping là được. Ôi, con này bị bắn một phát này. Con mẹ này. Con kia lượt thì nó đánh mình rồi. Nên là mình phải advance nhanh để chúng ta ấy. Em này có cái animation gì kia gấu không? Ủa mẹ nhìn em này gấu hết nhỉ? Nhìn xinh ấy. Nó sẽ có cái combat gì nào. Chúng ta sẽ có warp Ragnarok. Thực ra mình nên warp đi xa đây nhỉ? Warp rồi tấn công à? Ủa mẹ vậy.
Thì quát con mẹ ra đây này, vãi lìn. Wow, wow, wow. Ủa, nhưng mà warp ra đây có khi chết con mẹ luôn. Thở đấy. Celine and Selena. Thế là ba cái đường nó focus mình luôn. Mình đánh Echo thường nhỉ. Đánh hai phát liên tục à. Mình đánh thường cũng chết con mẹ này. Là khả năng mình sẽ đánh chết nó trước. Mình không đánh chết nó trước á. The fact man. Nó sẽ bổ lại mình này. Không ổn nó. Holy stand này. Ôi, mình tưởng là mình phang phát chết nó. Mẹ trong cái vùng nó phản công lại. Ô vạ đá. Mẹ người mẫu của anh. The fact man. Giờ mình phải con này quay trở lại để hồi máu. Ok, chắc là mình sẽ tiếp tục mình đi lên ấy. Vẫn không biết đâu, có khi là mình phải bổ chết bà đi. Heal turn này. Nó sẽ hồi, nó hồi máu này. Bổ thằng này nó hơi bị ấy nhỉ. Mình nên mình đang không biết là như nào. Từ từ. Còn này một phát. Có con bắn cung nữa. À, trong cái tầm bắn của nó đấy. Sợ nó đánh trả mình chết con mẹ luôn. Ok, chắc mình sẽ thiến thằng này luôn cho nó nhanh. Không chết à? Thằng này không ăn sát được nó đấy. Không sao. Mình để cái thằng đánh phép nó phi nít nữa. Break defense. Đánh thêm được một phát nữa thằng nhỉ. Thế tổng số là đánh 3 phát à? Cái đánh phép phần này là nó không mất phép. Thì cũng rất là hay luôn. Đỡ phiền ấy, mua lại phép. Mua lại cái tum của nó. Ra dạy còn ném dìu này. Nhưng con này đánh critical ra chết luôn rồi nè. Úi dồi, nó phải như thế. Được đấy em ơi. Mẹ em người mẫu của anh. Mình sợ lấy con này nó dễ chết đây này. Con này nó sẽ dùng kiếm đánh vết thương à. Vì nó với cơ bản nó không giết được mình rồi. Nên là mình sẽ advance lên trên. Bổ chết con mẹ đi anh à. Mày. Nó không chết đấy. Con mẹ đùa. Đùa. The fact tại cho mày chết. Let me help. Mày. Ôi thằng đánh, đánh hôi xong mẹ luôn đấy. Nhưng mà đấy là con mồi của anh. À thằng này vẫn di chuyển được này, nó ngon quá nhỉ. Ok thằng này nó vẫn di chuyển được này, nhưng mà thằng này ba này sẽ ngồi ba cái chấn cửa ấy này. Hình như mình hết rồi sao nhỉ? Con này sẽ đi đâu nhỉ? Con này nó sẽ hồi máu này. Nên là mình đã không chắc lắm. Mà nó sẽ đi đâu, có khi điểm đấy này. Hồi chơi em Celine. À không, em gì nhỉ? Em đúng rồi, em Celine. Tên hai con này giống nhau. Con kia là Celine, còn con kia cũng là Celine. Mẹ này là thằng đứng lên nó phòng thủ vãi lìn luôn. Nó quật hết cái bọn này. Nên là ở những cái phần khó ca, đặc biệt là Classic thì là chúng ta sẽ chơi phòng thủ trước khi rồi tấn công sau ấy, bởi vì để chúng ta giữ mạng cho quân cho đồng minh mà. Chứ chúng ta không chơi kiểu Zolo nhảy vào phang phập nhiệt tình ấy. An toàn chứ. Was that sufficient? Này đâm điên quá nhỉ. Được đấy. Rồi bỏ mẹ rồi. Em người mẫu của anh ấy. Đánh ít giữ nhiều. Này cái vấn đề là mình không biết mình chạy được không. Is it go time? Thì nó vẫn phang được mình.
Cái vấn đề là nó không phăng chết được mình, mình phải chạy đi. Rồi, chắc là mình nghĩ là mình sẽ chạy đi. Rồi, đâu cái con này vẫn sử dụng đại tầm mà. Oh yes bitch. Ôi mẹ mày, em này hồi mẹ đầy luôn. Mình ra mình hồi, hồi cho con này. Heal này. Cái hồi máu này thì nó sẽ có cái kiểu như là cái số lượng của nó ấy. For peace. Cái trò này con này bắn một phát. Đánh hai phát này này. Thế mình đánh thử mẹ cái Echo đi. Cái teleport này mình đã chưa dùng được, chưa dùng cả chưa cần dùng. Đánh con mẹ nó một phát cũng thế không giết được nó này. À đó, đánh hai phát này này. Đánh thêm lần nữa này. Mẹ mày u vãi. À cái đấy là một phát à? Đấy, bây giờ là hai, phát thứ hai này. I want to help you. Mình sẽ xiên à? Từ giờ mình sẽ hóa Engage. Engage. Thế giờ nó không có cái hóa animation nhỉ? Thằng này nó sẽ thằng này có kiểu bỏ mẹ ngựa luôn, hiểu vãi nìm. Override này. Ridden Bane Effective. Có hiệu quả hơn với cả cái ngựa. Thằng này là mẹ kiểu cái nó có cái thương giết ngựa ấy. Hoặc là nó có một số cái vũ khí nó giết ngựa ấy. Không đánh trượt, oh my god. Why you so ngu man. Thằng này nhìn nó hết ra. Qua đây là mình sẽ áp sát giết con mẹ đi. Chúng ta sẽ bổ chết bà đi. Nó né được mới đều chứ. Hai thằng mắt sôi này nó sẽ đánh nhau đây. Nha, công nhận là cái animation trò này nó làm đẹp hơn cái phần Treehawk ấy. Và cái bản đồ nó cũng đẹp hơn ấy, mình cảm thấy là như vậy. Nên thằng là sẽ đi lên trên tiếp này. Em này bắn cung này. Chưa có gì rồi. Nên là chúng ta phải bảo toàn được cái lực lượng là quan trọng nhất đấy. Đánh lâu lâu hơn một tí nữa mẹ nó bắn em người mẫu của tôi này. Cái con Silly này bây giờ nó hóa thành cái con này nó giống như kiểu cái con ở châu Echo luôn nhỉ, mặc đồ y chang luôn. Chứ không có mặc đồ kiểu vòng tròn tròn nữa. Em Celine kia thì là người mẫu mẹ luôn này. Ui. Thằng này mẹ mình như gại ngứa chứ anh. Em tánh vãi nồi luôn. Ui, em này critical luôn á. Oh my god. Mẹ Lee. Ui, em này ngon quá. Đang critical hit này. We're losing ground, are we? Rodin, Roadline. Release the corrupted. Hãy thả chó đấy. Oh. Thế vậy nó ưu điều là điều khiển quyền là Corruptor à? Enforcement. Tôi bỏ mẹ ra, nó đến đấy. Cái cánh trên này mình hơi bị thưa ra, mình cảm thấy thế. Nhưng là có khi là mình phải điều chỉnh lại. Em này đang bị thương tật này. Ban này không xuống ngựa được à? Mẹ mày nó cầm hai cái thương dài ngoằng này. Nhìn kinh vẽ lìn luôn. Nhưng mà con này nó có đánh được cái là Corruptor này, để mình xem nè. Nó sẽ hồi lại máu. Nên này, thằng này nó sẽ có cái dìu này. Nên ra bổ chết con mẹ này. Say the word.
Mình đang muốn xiên cái con kia nhưng mà... Đúng rồi, con này nên teleport ra đây đúng hơn để mình nó ăn cái này ấy. Thằng này bây giờ nó hết cái endgame của nó rồi. Nên là tầm nhảy vào đây cũng hơi bị nguy hiểm. Thế thấy là quá nguy hiểm luôn đấy mẹ, không phải gì. Ủa mẹ, nó quật lại mình chết luôn á, sao bạn ấy khỏe thế. Đam mét 17 này. Thằng này đánh trúng còn được 44%. Ui mẹ cha nó chứ. Oh my god, khỏe vãi nì luôn. Không ổn nó. Này đi xa thật đấy. Ui bọn này nó đánh rất là khỏe luôn đấy, không phải gì. Ok nên là mình sẽ cho nó đánh trước đi. Nên mình sẽ không đi lên nữa. Mình cho ông này ông đi lên này. Ông mồi chài nó trước đấy. Chúng ta không nên manh động nhảy vào nó phiên xiên chết ngược mình lại luôn đấy. Giờ ở nhà mẹ cái thằng ở trên này. Bây giờ là mặc định là nó phang mình sang. Thằng này bắn cung mình bắn mình rồi. Bây giờ là mình không đánh được cái thằng này. Cái thằng chắc mình nghĩ là vì sao mình phản công là mình giết thằng này. Thằng này là giết được con này không? Ui mẹ mẹ em này vào nguy hiểm quá. Rồi để em này bay ngược lại trên chỗ này. Thằng này nó sẽ đánh thằng này. Mình nghĩ mình sẽ hồi máu đấy. Nên là cái phần này là bọn này nó rank nó cao hơn mình rồi. Nên chúng ta sẽ sẵn sàng chúng ta đợi cái ấy của nó. Anh quá tanh cho so với các chú. Thằng này chết luôn rồi này. Em bị xiên lại chết luôn. Thằng này quá cứng đấy. Nó sẽ đánh cái con ngựa này. Nhưng mà bác này bác là tanker nên là nó không phệt được ấy. Chứ đứa tuổi. Hai thanh niên mẹ giáp giày. Ôi thằng này critical này. Ui mẹ 18 rồi đó. 6 x 3. Thế là critical này là x3. Ô vãi nhỉ. Sao critical cho này mạnh thế? Thằng nó đã hồi máu. Cái chính là thằng này nó không có biến hình mẹ mày. Bây giờ vào cái chỗ này nó xiên chết con mẹ luôn. Ui, thế là nó sẽ búp lên đây à? Ở từ từ. Đúng tầm của chị bắn chết mẹ luôn. Thằng này cầm kiếm đấy, thì mình sẽ gọi con cầm thương này vào xiên. Con này này critical tiếp này. Tôi không thể tin, à đâu con này break à? Thế là break là nó sẽ không phản công lại được cái ta. Anh bắt đầu ưng em rồi đấy. Anh bắt đầu chim ưng em rồi. Đấy, ở cái tầm gần là nó không bắn được cái ta. Úi dồi ôi. Bây giờ mình làm sao mà mình phải bay nó qua đây nó bắn mình ấy. Như tầm này hay nó sẽ bắn được mình. Ba thằng nó đây là phang mình. Dở nhỉ, cái này rất là dở luôn ấy. Vậy mình sẽ xin thằng này đi. Thằng này giáp rất là khỏe luôn, nó không chết được ấy. Bây giờ mình, bây giờ nó sẽ spam quân là nó phang mình này. Rất là dở. Bố đã. Ui dồi, vỡ mồm. Như cái bọn này nó là corruptor hết sao nhỉ? Wow. Có khi mình cái con Celine này bắn nó chết luôn. Em Celine này nè. Nó sẽ phản công mình thì sao? Ở cự ly gần này nó dở nó phản công mình ấy. Thế là mình sẽ dùng cái thế nó không có cung nhỉ.
Nè, đây bây giờ là cái vấn đề là chúng ta mình sẽ tập cho mình phang trước này. Nên là mình phải xiên con này, không thì khả năng con này nó sẽ giết cái con hồi máu của mình ấy. Và đánh 2x nên là cái di chuyển con này rất là nhanh này. Nên là mình phải giết con này luôn, chuẩn mẹ luôn. Nên là mình phải giết nó. Nên là chúng ta phải giết nó luôn, không là nó giết con hồi máu của mình ấy. Này nó, thằng này nó có cái kiểu spinner. Rồi em Celine này em sẽ phang bỏ mẹ đi. Mình đánh được 2x. Ui sao mình bỏ, mình mất mẹ cái Echo rồi. Ô sao cái này để yếu thế nhỉ? Này đánh critical ra nhỉ. Ui mẹ mình vãi đài. 12x3. À con này nó hết cái hợp thể rồi. Celine và Celine. À con kia là Celica. Con này là Celine. Nên mình sẽ ra mình hồi cho anh. Nên là cái việc mà nó spam này rất là nguy hiểm này. Là nó có thể đánh phủ đầu mình ấy. Nên là cái chính là chúng ta có thể muốn qua đây này. Nhưng con này nó lên được một rank này. Nên nó hồi lại cái endgame này cũng rất là lâu ấy. Cũng rất là khó để hồi lại. Nên là bảo là OP thì nó cũng OP nhưng mà cũng không phải là chúng ta xài được liên tục ấy. Con mẹ ta đi cái chỗ này mà bao thằng nó mình phang mình. Mình muốn dùng cái Falchigon của mình đâu nhỉ. À đó, sao trước mình có cái Rapier mà nhỉ. Con mẹ mày, thằng nó cầm cái kiếm của tôi rồi. Bây giờ mình phải vào cho nó vào tầm để mình bắn nó ấy. Không dụ nó vào đường. Nó phá nhà dân. Này nó sẽ bắn mình trước. Hơi dở ấy. Cái Quizico này nhảy x3 ảo rồi đấy. Mẹ mày cứ đánh anh thoải mái đấy. Anh Châu vãi nồi luôn. Mình phải bắt đầu mình phải xiên chết mẹ này. Là này Châu thế nhỉ? Tôi không thể tin được. Thằng này lúc không biến hình thì đánh yếu thế nhỉ? Mình lại cứ tưởng nó mạnh lắm. Tôi lại cứ tưởng bác như nào. Bác làm em thất vọng vãi nìn. Ê thiền. Nên là cái bài này là đánh vớ vẩn là cũng toang mẹ mày. Cũng rất là dễ toang luôn rồi này. Không phải đơn giản. Thằng này nói cái gì bổ. Nên là cái chính là chúng ta phải để ý là cái quân của chúng ta không được để bị một có nghĩa là ít nhất là một đứa thì nó pha còn được. Nhưng mà nếu mà trong cái lượt đấy mà có hai đứa nó cùng pha của mình thì cái khả năng tử vong của cái quân của chúng ta rất là cao. Đặc biệt là những cái bọn yếu yếu như này này. Mẹ này. Gần như là đột tử chết ngay tại chỗ ấy. Nên là cũng rất là nguy hiểm ấy. Này có Javelin này này. Chắc biết ném cái thương này có ăn thua rồi. Cái chính là mình muốn để cái thằng đánh phép này nó ra nó pha cái bọn ấy này. Nhưng mà phép phải đánh chết luôn này này. Có vẻ như tương đối là ngon, nhưng mà mình phải tẩn chết thằng này ấy. Và bằng cách nào đấy ấy. Thằng này nó sẽ đánh được cái đường hướng này thôi. Nên là mình có thể mình tê lê ra mình bắn chết thằng này này. Ok, mình sẽ bắn đấy. Yeah. 13x2 này. 100% này. Đánh là chết. Thằng này mẹ thằng em bắt đầu ra gì đó, level 3 rồi này. Không phải MVP đâu nhưng mà. Nên là chúng ta phải hạ con này luôn. Và mình sẽ lấy cái Lancer mình đâm cho phát. Nên còn một máu là nó sẽ chết đấy.
Đâm chết con mẹ đi. Slim Land. À, không được một máu ra nhỉ. Mày mà chứ đam mết không nên là tôi bỏ mẹ rồi. Tôi đã tính nhầm rồi các bạn. Không được cái đam mết là luôn, mẹ nó giáp nó dày quá. Ui vãi lìn, mày nó xiên ngược lại mình chết rồi này. Cái này đứng cạnh nhau là nó không được búp hay sao? Mình tập trung xem cái thằng nào đánh ở cái vùng này nhé. À, cái vấn đề là thằng này này. Ok, thằng này nó sẽ đứng đây nhưng mà... Đây ok, mình sẽ đánh với mình. Con này nó không chết ở đâu rồi. Mà mình di chuyển lên trên đi. I'm ready. Đúng ra đứng đây hơi bị lố nhỉ. Khả năng là nó sẽ spam lại quân nên là... Không chết rồi. Đâm một phát không chết nhưng mà đâm hai phát là chết. Này còn 6 máu ấy. Ui mẹ mày đánh anh thì mày chết con mẹ mày. Ui dồi mẹ. Anh tiên lên lòi phổi. Thằng này trận này MVP mẹ luôn. Lancer một máu dày, xoay chiêng và dép 17. Ui mẹ ơi. Defeat thief. Nhưng vẫn còn ở trên này. Thằng này là trùm rồi. Rondin. Chúng ta có Corruptor là đánh trưởng à? Thằng này là giáp này, mình sẽ gọi thằng đánh phép mình lên đấy. Ok, chúng ta phải di chuyển nhanh chóng. Sẽ improve. Mình sẽ lên để mình chặn cái chỗ này. Còn là... Mình muốn cái con này nó nhanh nhanh lên nhưng mà nó đi chậm quá. Không có cách nào khác, chúng ta phải đi bộ. Con này nó có chiêu teleport này lên nhưng mà nó lại chưa hồi kia. Di chuyển là mấy chậm quá. Thằng này thì mình biết có thể đứng đây nhỉ. Con này thì sẽ đi lên trước này để chúng ta giết cái con phép này. Con thế là bọn nó định đánh mình trước à? Mình sẽ đứng đi mình xiên nó. 20 damage, có khi một one shot chết luôn này. Chết luôn ngay tại chỗ ấy. Em này trận này mẹ liếm được 3 mạng. Ố. À đây 10x2 à ông vãi. Ôi mẹ mẹ em này bơm căng quá. Thời này chưa có vỗ thẩm mỹ mà trông căng đét. Thì mình sẽ chặn cái đường này lên này. Thôi mình sẽ không chặn, mình sẽ đứng đây này. Mình sẽ đẩy cái thằng này lên này. Này nó ném thương ra. Mình sợ thằng này lên nó bị đâm một phát chết con mẹ luôn. Thằng này level 10 này thế. Bảo sao phi giờ có attack con nó 19 này. Ôi mẹ vãi đái. Bảo sao mẹ máu nó dày vãi nồi luôn. Mình level 3 này. Úi dồi mẹ mày. Chosen one mẹ. Nó đấm nhưng không là cái gì. Thế ra mình nên lấy cái kiếm ấy. Nó có cái kiếm mà sao lần trước nó có cái kiếm gì mình nhỉ? Rapier đâu nhỉ? Sao lần trước mình có cái kiếm rapier mà nhỉ? Thật phép ấy. Trận này anh nhân vật chính không làm được cái mẹ rồi. Toàn mấy anh tay to. Anh chỉ đợi mấy em Silica lên. Thằng này trận này mẹ mày đúng là nguyên bản không làm được một cái gì luôn. Trận này mà manh động là nó chém chết ngay tại chỗ ấy. Nên là cái phần hát này cũng rất là khó ấy. Bắt đầu khó ấy. Nếu mà muốn dễ thì chơi normal ấy. Nên là cái kiểu kìa là cái level gap của nó rất là kiểu nó lớn hơn nhiều ấy. Có nghĩa là mình level 3 là nó level 10 luôn.
trông MVP thì thôi chứ mẹ mày yếu vãi nồi luôn. Nó còn ném thương. Thằng này manh động vớ vẩn chết rồi này. Nó ném trả thương thì chết con mẹ luôn. Soon I'll be a legend. The man who captured. Ủa thằng này đâm 19 đấy này. Đâm gần chết luôn này. Trời ơi. Nó đâm em mẫu ô tô gần chết. Mẹ may quá. Thằng này nó chỉ có đánh phép đấu nó thôi. Này cái vấn đề là nó đâm thằng này chết luôn này này. Có để cho mấy anh tay to phăng nhau. Mình đang không nghĩ là mình đang nghĩ là có khi mình nên rút lui. Mình nên rút lui. Team này đánh đau quá. Nên là mình cần em Silica với cái thằng đánh phép này ấy, để mình one shot nó trong một lượt luôn ấy. Thế mình cho thằng này đứng cái chặn này. Nên nó sẽ chặn, thằng này nó còn ném thương rồi nhỉ. Thằng này nó sẽ có, tại vì cái vũ khí của nó là thương sắt thép mà, mẹ mày đâm rất là đau luôn. Nên là bọn này sẽ đứng ở ngoài. Anh này anh đi về đây. Anh mẹ mày VIP. Nên thằng này nó không phải dạng vừa đâu, không phải đùa. Em Silica này đi. Mình vẫn chưa thực sự hiểu được cái ấy là cái end game của cái con này lắm, nhưng mà thằng này là nó nguy hiểm. Nên là không chết là mẹ nguy hiểm, là phải cẩn thận ấy. Hai con trâu đánh nhau thì là không chết được. Thằng này còn né được á? 89% né được với bá đạo ấy. Mình sẽ đánh gần chết này này. 24 damage. Em mẫu của tôi tí toang. Mình sẽ ấy đi, mình sẽ, thằng này nó búp đầy kia. Silica này sẽ đứng đây này. Hai tầm đợi. Celine Silica. Alfred Secret. Mẹ mày toàn VIP. Mình chỉ sợ là thằng phép cái bị nó one shot thôi chứ còn này chúng ta phải cẩn thận. Em này mẹ bị thương tật này. 9/10. Hay nó không có cái gì mà nó ấy hơn nhỉ. Bây giờ mình đổi ra được cái cầm dìu thì ngon đấy. Nhưng mà có vẻ như là thôi thằng này sẽ đợi thôi. Thằng này mình muốn bắn nó ghê nhưng mà nó mà ném thương lại là mình chết luôn ấy. Rất là nguy hiểm đó. Nên là cái tốt nhất là chúng ta nên đợi này. Thằng này nó đang cầm cái tiêu len của nó ấy. Nên chúng ta không được manh động. Thằng này không đánh được cái gì nữa. Bây giờ phải có cái rapier của nó thì mới được. Nên chúng ta sẽ end game này. Please grant me your strength. Nên mình sẽ tê lê ra gần đây thôi. Warp Runner-up này mẹ. Chết luôn rồi này mẹ, không phải gì. Biến ra bắn một trưởng 8m30, ô vãi đi. Ui, em gái này MVP mẹ luôn này, đùa. Ta đã có thể thắng nếu mà bọn chúng cho ra mẹ quân xịn sò. Rồi tôi ông nhìn lý to. Ui, em này hóa thành Silica này nhìn ngon vãi đái luôn đấy. Em này mẹ không được tuyển vào làm vợ anh thì hơi phí.
em này xinh rồi, mặc đồ có con Silly à đó. Đúng rồi, rồi mặc đồ con Silica này nhìn trông ngon. Ngon lành vãi đái luôn. Tôi không thể tin được. Nên là trận chiến đổ máu rất là khủng khiếp ấy.